Hiền xin mến chào toàn thể các bác đam mê âm thanh, đam mê ca nhạc trên toàn đất nước Việt Nam. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh em một cặp loa trung kèn đến từ thương hiệu Toa Indonesia, do bên Đức Hiền đang phân phối và phát triển cái dòng loa trung kèn này. Thì các bác vừa được nghe một cái giai điệu bài hát của em Huy Đồng Nát người Bắc Giang vừa thể hiện trên cái đôi loa trung kèn này. Đấy, như các bác đã biết thì trong một hệ thống loa full cũng như hệ thống loa karaoke gia đình và hệ thống loa sự kiện thì là cái giải âm chung này hầu như là trong tất cả các dòng loa trên thị trường nó chỉ sử dụng hai giải, đó là giải bass và giải jack anh em nhé. Nó sẽ thiếu đi phần quan trọng, đó là giải chung, mà trong cái hệ thống âm thanh karaoke thì quan trọng và là cái giải chung rất chi là quan trọng luôn, và anh em vẫn đang đi tìm và cũng như là xử lý cái tín hiệu âm thanh về lời ca tiếng hát nó cực kỳ là khó trong cái hệ thống âm thanh, phải sử dụng đến hệ thống PSD để can thiệp nâng tần số và cũng thể là hạ tần số để can thiệp vào cái hệ thống âm chung. Tuy nhiên thì hôm nay ở bên Đức Hiền Audio sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng loa trung kèn anh em nhé. Đây là một loa trung kèn được phát triển từ cái củ toa của Indonesia với công suất của nó là 75W. Bên Đức Hiền đã nghiên cứu và cũng như là phát triển lên cái hệ thống loa trung kèn này với một cái hệ thống phân tần anh em này, với một cái hệ thống phân tần 3 cấp độ cho anh em chơi. Đối với các dòng loa chung thì hệ thống phân tần nó xử lý tín hiệu loa chung cực kỳ khó khăn anh em nhé, cực kỳ là khó luôn, em khẳng định với các bác như vậy. Với những cái mạch phân tần đang bán trên thị trường thì nó chỉ sử dụng tụ cuộn cảm, tức là cái tụ với cái thông số nó rất chi là lớn, ví dụ 10mm, 8mm để cắt lấy cái tần số chung. Tuy nhiên sử dụng tụ thì kết hợp với loa trung kèn thì cái âm sắc của nó rất là chóe anh em nhé, không thể nào mà cắt hết được cái giải bass như giải tép được. Đấy, thì ở Đức Hiền Audio qua rất nhiều năm nghiên cứu cũng như là phát triển ở cái dòng toa. Đấy, như các bác đã biết thì toa, âm thanh toa nó là một cái hệ thống loa chuyên về thông báo này, chuyên về lời ca tiếng hát này. Đấy, một cái củ toa như này mà nó kêu cả làng nghe thấy, cả xã nghe được âm thanh của nó, thì để ứng dụng vào cái âm thanh karaoke đình và âm thanh sự kiện mà bấy lâu nay anh em vẫn đang đi tìm cái tiếng lời, và khó nhất là can thiệp về cái tiếng mic, làm sao cho tiếng mic lên rõ ràng, sáng tiếng hay, ok thì một dàn âm thanh đấy mới là đạt chất lượng. Còn dàn âm thanh là mở nhạc mạnh mẽ này, chắc của anh tôi mời, nhưng mà cái tiếng mic hát khi không lên được thì là mất đi anh em nhé. Thì hôm nay em để em lấy máy em quay lại review gần cho anh em cùng trải nghiệm cái hệ thống củ loa bên Đức Hiền Audio đang phát triển đây anh em nhé. Thì trước mắt các bác là một cái hệ thống phân tần 3 cấp độ cho anh em này. Đấy, vặn được 3 cấp độ chỉnh tần số âm thanh cho cái con loa chung này, loa chung kèn anh em nhé. Chung kèn này sẽ khác xa hoàn toàn đối với những cái dòng loa chung kín anh em nhé. Chung kín sử dụng bát loa nhưng mà kín, đấy là cái dòng loa màng giấy anh em nhé. Chung kèn thì cái lời ca tiếng hát nó cực kỳ là to, chắc chắn và sáng tiếng. Đấy, trở kháng của con này là 16 ôm, cho nên là cho anh em kết hợp với các dòng loa thoải mái luôn. Khi chạy qua cái hệ thống phân tần phối hợp trở kháng này nữa thì cái tức là cái trở kháng nó lên khoảng 50 ôm anh em nhé. Trở kháng 50 ôm cho phép anh em kết hợp với tất cả các dàn loa có trở kháng thấp thoải mái luôn, tất cả đều thoải mái luôn. Đấy, và đặc biệt là con trung kèn này, trung kèn này này, cái âm thanh nó rất chi là mềm mại luôn. Đấy, anh em hãy cố gắng theo dõi hết cái clip của bên Đức Hiền Audio để anh em được hiểu rõ hơn về dòng loa trung kèn cũng như hệ thống phân tần. Phân tần của bên Đức Hiền Audio được phát triển lên từ hệ thống âm thanh toa anh em nhé. Nó sẽ cắt đi cái giải bass,
cắt đi dải tép, nó hoạt động ở cái dải chung từ 250 Hz cho đến 1 ký anh em nhé, tức là hoạt động ở cái dải cực chuẩn cho lời ca tiếng hát luôn. Khi anh em mà có những cái dàn hệ thống loa karaoke gia đình này, hệ thống loa full này, và kể cả những dòng loa sự kiện mà cái âm chung nó đang bị đuối, thì chúng ta có thể chơi thêm cái hệ thống loa trung kè này, nó hỗ trợ tiếng ca cực kỳ là tốt luôn anh em nhé. Ba cấp độ này sẽ chỉnh để cho anh em tương thích với các dòng loa full. Ví dụ như loa full ví dụ con CF kia mà anh em nghe nó bí tiếng, anh em có thể vặn ở cấp 1, vặn cấp số 1. Anh em thích tiếng ca nhiều trong khi nghe nhạc, nghe những dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc thiên về lời ca, anh em có thể vặn lên cấp số 3. Đấy, thì cái âm thanh nó sẽ nổi lên về cái tiếng ca nhé. Anh em nghe nhạc mà thích tiếng ca thì anh em có thể điều chỉnh ở đây, nó sẽ phối hợp với cái dòng loa full, nó sẽ đưa ra ba dải tần số anh em nhé. Ví dụ loa full nó chỉ rõ về tiếng bass này, tép này, hoạt động hai dải bass tép anh em nhé. Tiếng trung thì thực ra là loa full nó sẽ hỗ trợ tiếng trung ở cái dải bass, ok, ở loa bass kia. Đấy, loa bass thì khi qua hệ thống mạch phân tần và qua quận cảm mà đã cắt đi cái âm trung rất chi nhiều, mà đánh cả tiếng bass nữa thì cái âm trung ở bên trong nó sẽ rất rối mù lên, nó không thể rõ ràng như một cái trung kè này được. Đấy. Ví dụ anh em chơi loa ba way chẳng hạn, thì nó có ba dải rồi, bass, trung, tép. Thì ở hệ thống loa đấy thì là nó dùng chữ đa số là sử dụng cái dòng loa trung kèn kín, mà sử dụng mắt loa kín anh em nhé, thì cái tiếng âm trung của cái loa đấy nó sẽ không bằng hệ thống loa siêu trung kèn này được anh em nhé. Tiếng trung kèn nó cực kỳ là phê luôn, cực kỳ là hay luôn. Sau đây em sẽ demo một đoạn nhạc lên và cũng như là test cái chất âm thực tế và em điều chỉnh thực tế ở trên hệ thống loa này, và em sẽ kết hợp cùng với loa full cho anh em cùng trải nghiệm cái âm thanh của loa trung kèn anh em nhé. Một cặp trung kèn như này anh em nhìn rất chi là đẹp luôn. Đấy, em tắt đi này, đây là tắt đi nhé, tắt hệ thống loa trung kèn này. Anh em nghe trung kèn ở đây mới là cái chuẩn cái âm trung kèn nó được, chứ còn loa trung kèn mà anh em mà gắn có tụ vào ấy, có tụ 6 mi 8 mi này và qua một số con điện trở nữa là hoàn toàn không phải là âm trung của nó nhá, không có một tí chuẩn âm trung nào được, nó vẫn lọt tép vào và tiếng rất chi là chóe luôn anh em nhé. Ở đây Đức Hiền không sử dụng tụ cho loa trung kèn mà sử dụng hệ thống phân tần của toa và được phát triển lên để lọc ra một cái âm trung nó cực kỳ là chuẩn luôn, chuẩn như code server anh em cắt luôn anh em nhé. Bây giờ em sẽ vặn thử cấp số 1 cho anh em nghe tiếng trung của nó như nào nhé. Hoàn toàn không có tiếng bass này, không có tiếng tép này. Đấy, chỉ là tiếng hát thôi anh em nhé, chỉ là tiếng hát thôi. Vặn tiếp con nữa này. Đấy, anh em thấy hay không? Đây là dòng loa trung kèn được phát triển từ củ của toa Indo anh em nhé, chuẩn âm trung kèn luôn. Tắt đi này. Đấy, anh em nghe thấy tiếng trung kèn nó hay không? Nó khác xa hoàn toàn với tép kèn anh em nhé. Tép kèn nó sẽ đánh ở cái dải cao, dải rất chi là cao, từ 18 hẹt đổ lại anh em nhé, từ 18 hẹt đổ lại cho đến 200 cho đến 1 ký thì cái loa tép nó sẽ tái hiện rất chi là rõ luôn. Nhưng mà trung kèn nó sẽ tái hiện ở cái dải từ 250 đến 1 ký đổ 1 ký thôi nhá. Đấy, bởi vì những cái dải sau thì em sẽ đã cắt hết rồi. Dải sau em đã cắt hết cái tiếng tép để hoạt động đúng cái dải âm trung của nó. Cho nên là nghe cái âm trung nó rất chi là hay. Em mở lại các bác nghe nhá. Vặn cấp số 1 này. Đây là hai dây vào này, hai dây vào em đang đấu ra âm ly nhá, đang chạy trên cái âm ly số kia nhá, và em quê Đồng Nát, người Bắc Giang đang hát,
Đây là đầu ra ra loa full này. À ra ra loa chép kè này. Đấy. Đây là dây ra loa chép kè này. Đặc biệt là cái đầu ra khi qua hệ thống phân tần rồi anh em này, đi qua hệ thống phân tần rồi nhé, ví dụ anh em cứ làm chập đầu dây ở đây đấy, em tức là hệ thống khi công suất đưa vào phân tần này, qua hệ thống phân tần mà chẳng may anh em có làm chập dây loa trung kèn này, hệ thống main công suất như là âm ly đều không bị cháy nhé, bởi vì hệ thống phân tần này nó đã bảo vệ xử lý hết rồi. Đây hiện tại em đang làm chập, em đang chập hai cái dây ra loa trung kèn đây, loa thì tịt luôn, nhưng đây là chập dây luôn, không phân tần không cháy này, âm ly không việc gì này, anh em thấy không, khi bỏ ra lại nói bình thường đấy. Đấy là cái rất chi là đặc biệt ở cái hệ thống phân tần này, bảo vệ này, nó bảo vệ cực kỳ là tốt cho loa luôn anh em nhé. Em vặn cấp số 2 này, cấp số 2 cũng không việc gì này, mở ra loa kêu to hơn này đấy. Và cấp số 3 nhá, cấp số 3 nhá. Đấy. Và tiếp con nữa nhá. Quá hay luôn. Đây là hoàn toàn âm trung anh em nhá. Đấy các bác thấy hay không? Một cặp loa trung kèn này và phân tần đầy đủ như này, combo như này. Bên đây hiện đang bán là với giá là 3 triệu đồng. 3 triệu anh em nhé. Anh em hãy trải nghiệm hệ thống loa trung kèn để được trải nghiệm một cái chất âm mới mà anh em có thể đam mê cái lời ca tiếng hát, thì anh em mới sử dụng con loa trung kèn này để tái hiện cái giọng ca. Cực kỳ là hay, cực kỳ hiệu quả luôn. Phân tần 3 cấp độ anh em nhé. 3 cấp độ. Đấy. Cực hay luôn. Đây là phân tần do bên Đức Hiền Audio phát triển lên từ hệ thống thông báo của toa anh em nhé. Cực kỳ là an toàn luôn. Chập dây đầu dây ra loa cũng không vấn đề gì luôn. Phân tần không cháy. Âm ly không chập, không cháy luôn. Ok anh em nhé. Anh em xem clip mà thấy hay thì ấn nút đăng ký kênh cũng như là cho Đức Hiền một like, và anh em nào mua sản phẩm từ bên Hiền Audio thì vui lòng liên hệ số điện thoại. Đây là số điện thoại mà bên Đức Hiền đang sử dụng để bán hàng em nhé. Số điện thoại 032 770 9495 để được tư vấn và cũng mua sản phẩm từ bên Đức Hiền Audio. Vâng, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả các em đã xem clip của Đức Hiền Audio. Và chúc sức khỏe anh em có một ngày mới thật là tràn đầy sức khỏe và nhiều tiền để mua loa anh em nhé. Vâng, clip sau em sẽ review con loa trung kèn này kết hợp với một dàn loa full, một đôi loa full cho anh em cùng trải nghiệm khi có loa full hoạt động và khi thêm thằng loa trung kèn này thì chất âm nó được cải tiến như nào, cải tiến rõ rệt như nào, thì anh em sẽ xem đón nhận clip phía sau. Em sẽ ra clip sau cái clip này. Anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để được xem cái clip em phối hợp giữa con loa trung kèn và một đôi loa full rất phù hợp cho tất cả các dàn loa của các bác chơi trong gia đình, hệ thống loa karaoke gia đình. Vâng, clip của em đến đây xin kết thúc tại đây, và một lần nữa xin chúc sức khỏe anh em và thành đạt trong cuộc sống và nhiều tiền hơn. Ok anh em nhé, xin cảm ơn.